Thưa quý vị, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa cấp cứu thành công cho người đàn ông 55 tuổi, ngộ độc sau khi uống sữa bột tự pha tại nhà. Trong khi đó, mẹ và em của bệnh nhân trên không may đã qua đời 2 ngày trước đó, nghi do uống cùng loại sữa trên. Trước đó, ngày 14 tháng 10, cụ bà 83 tuổi, ngụ Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, ngủ dậy thì phát hiện con trai 45 tuổi qua đời, nghi do bệnh lý, nên gia đình tổ chức đám tang mà không trình báo cơ quan chức năng. Tối cùng ngày, gia đình pha 100ml sữa cho cụ bà uống. Sau đó cụ bà có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói. Khoảng 5 phút sau, cụ bà cũng qua đời. Gia đình vẫn tiếp tục tổ chức đám tang mà không nghi ngờ gì cả. Đến khoảng 4 giờ ngày 15 tháng 10, con trai cụ bà 55 tuổi cũng tự pha sữa để uống. Khi uống được một ít thì anh này có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên gia đình đưa đến bệnh viện Triều An Lan Trâm ở tỉnh Vĩnh Long để cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán nghi do ngộ độc sữa nên chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên do sức khỏe bệnh nhân chuyển biến xấu nên đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy chiều cùng ngày.